Hello mọi người, ok các bạn ơi, trong tiếng Anh á, khi mà mình muốn chúc may mắn một ai đó thì lúc nào mình cũng nghe người ta good luck, 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 lúc nào cũng nghe là good luck. Nhưng thật ra mình cũng có một cách khác nữa, đó chính là break a leg, break a leg. Chúc may mắn, break a leg. Và cũng tương tự như vậy, khi mình muốn nói là tôi đã sẵn sàng thì lúc nào cũng I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready, lúc nào cũng I'm ready. Nhưng muốn nói khác đi một xíu, tự nhiên hơn trong cuộc sống, các bạn cũng sẽ nghe người ta nói I'm all set, I'm all set, I'm all set, I'm all set. Ok mọi người, vậy thì mình còn những cách nào khác để nói chúc may mắn và tôi đã sẵn sàng trong tiếng Anh nữa không? Nếu các bạn biết thì hãy comment ở bên dưới để xem các bạn biết được bao nhiêu từ nhé. Alright, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mình là Troy từ Speak Only.